Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian khá dài và mất bao công sức, trí tuệ để tập trung thực hiện, cuối cùng hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cũng cơ bản hoàn thành và vừa được Sở Kế hoạch Đầu tư công bố rộng rãi để lấy ý kiến tham gia của nhân dân nhằm hoàn thiện nội dung quy hoạch. Đây là lúc nhân dân thể hiện trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Trị. Một sự kiện và bình luận sẽ đề cập đến nội dung này qua phần trình bày của Như Quỳnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được tỉnh Quảng Trị xây dựng và có sự tư vấn của các đơn vị trong và ngoài nước, mở rộng xin ý kiến ở nhiều cấp, nhiều ngành và ý kiến của các chuyên gia. Lần này, với việc công bố rộng rãi để lấy ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện nội dung quy hoạch, mỗi ý kiến tham gia, đóng góp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng dân cư và cá nhân là quan trọng để cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh tập hợp, bổ sung, chỉnh lý để hoàn thiện tốt hơn nhiệm vụ quan trọng này. Sau khi Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị thông tin về việc lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đến cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân trong tỉnh đã quan tâm đến vấn đề này, tìm hiểu thông tin, thể hiện trách nhiệm công dân của mình và có những phản hồi tích cực để tham gia vào việc này. Việc đồng thuận của người dân trong quá trình quy hoạch nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều cái yếu tố. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái sự sống suốt ở cái việc quy hoạch định hướng. Thứ hai nữa đó chính là trong cái tương lai nó sẽ giảm thiểu được những cái va chạm, những cái va vấp cũng như tiết kiệm được rất nhiều mặt về cái mặt kinh tế, rồi kinh phí và cái việc giải tỏa các cái mặt bằng. Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi thông qua đó, chúng ta có thể hình dung được tỉnh Quảng Trị sẽ ra sao đến năm 2030 và tầm nhìn xa hơn là đến năm 2050, bao gồm định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thị, thành phố có tác động sâu rộng đến cuộc sống của nhân dân. Bởi vậy, nhiều người dân đã sớm quan tâm đến vấn đề này và mỗi người đều mong muốn tham gia góp ý kiến. Tôi mong muốn rằng thì tỉnh sẽ chú trọng đến việc quy hoạch lại các vấn đề các khu công nghiệp nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế, thu hút thêm vốn đầu tư trong và ngoài nước, mở các nhà máy sản xuất để làm sao để có thể là giải quyết được vấn đề lao động cho tỉnh, nhất là lực lượng lao động trẻ. Và bên cạnh đó thì tôi mong muốn là tỉnh sẽ phải tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, hoàn thiện kết cấu để lấy cơ sở hạ tầng giao thông làm động lực để phát triển kinh tế. Một người dân thực sự có cái sự quan tâm đến với tỉnh nha thì hãy thể hiện rõ cái quan điểm của mình trong vấn đề về quy hoạch, và ở góc độ của tỉnh nha thì cũng cần phải làm thế nào để có thể giúp cho người dân có thể thấy rõ được cái định hướng quy hoạch trong tương lai nó chính là cái gì. Thì tôi tin chắc rằng thì quy hoạch của tỉnh sẽ có những cái vượt bậc và nó sẽ giúp thúc đẩy được cái mặt điều kiện phát triển về kinh tế cũng như xã hội rất là nhiều. Những phản hồi nhanh có tỉnh xây dựng đã cho thấy sự quan tâm của người dân đến vấn đề quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Và hy vọng rằng cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp nhận thêm nhiều ý kiến tham gia góp ý qua sự chung tay, đồng lòng để có được bản quy hoạch có chất lượng trước khi báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, giúp tỉnh Quảng Trị định hình các đột phá chiến lược phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội để xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển năng động của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, có vị thế ngày càng cao trong sự tham gia vào cầu nối để hội nhập khu vực và quốc tế. Đến đây, một sự kiện bình luận tuần này của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.